Chào mừng mọi người quay trở lại với Tokyo, nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện của tuổi 20. Những câu chuyện không hoàn hảo nhưng cũng không có phán xét, chỉ có những góc nhìn và kết luận riêng của chúng mình ở thời điểm hiện tại. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là multitasking, hay còn gọi là làm nhiều việc cùng một lúc. Không biết mọi người có để ý cái này không, nhưng mình thấy trong một vài bộ phim thường hay xuất hiện tình tiết nhân vật chính làm việc quá độ, quên ăn quên ngủ hoặc là lo lắng quá mức thì kiểu gì cũng sẽ đến một lúc phải nhập viện tại vì đau dạ dày, bệnh kinh điển luôn. Nếu phim không xây dựng tình tiết nhân vật theo chiều hướng bi kịch ấy, thì đau dạ dày là bệnh mình nghĩ chắc là nhẹ nhất trong những bệnh phải vào bệnh viện để dẫn đến những tình tiết cẩu lương khác. Lúc đấy mình cứ tưởng là do người ta mệt, làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ. Nhưng mà không, đời không như là phim. Bây giờ lớn ấy, thì dù chế độ ăn uống của mình khá ổn và cũng không phải chạy deadline nhiều, thì mình vẫn thỉnh thoảng phải ôm bụng vì đau dạ dày. Hoặc như cách mình vẫn hay miêu tả với bạn mình, thì lúc đấy là bụng mình đang cảm thấy không yên. Ví dụ như lúc ăn cơm, mình sẽ phải hạn chế nói chuyện hoặc xem chương trình gì đó có tiết tấu nhanh, dồn dập. Theo mình đọc được, thần kinh và dạ dày liên quan khá chặt chẽ với nhau. Khi não bạn hưng phấn và làm việc quá mức, thì dạ dày sẽ tiết ra nhiều axit hơn, bào mòn lớp nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu và viêm loét. Mình nhạy cảm đến cái mức mà chỉ cần lúc ăn, não mình chạy theo tiêu hóa cái khác, ví dụ như lo vì còn việc đang làm dở, hay là ngồi tám mấy cái chuyện drama các thứ với bạn bè, thì y như rằng bụng mình thấy khó chịu. Nên để ăn cho ngon thì mình phải tắt luôn tivi hoặc dừng cái việc nói chuyện lại, nó sẽ khác ngay lập tức. Mình enjoy cái việc ăn hơn và cũng thấy đồ ăn ngon hơn nữa. Nhưng mà phải mất một thời gian khá dài để mình nhận ra là những cái triệu chứng từ dạ dày là do mình đang cố gắng để bộ não làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Nhưng tiêu đề ở dưới thì là multitasking. Mình cũng không rõ cụm từ này trở nên rất phổ biến từ bao giờ. Dường như nhịp sống hối hả khiến multitasking dần trở thành một điều hiển nhiên. Khi mình muốn làm quá nhiều thứ nhưng vẫn chỉ có một quỹ thời gian cố định là vậy. Mình xem tivi lúc ăn cơm, mình nghe nhạc lúc đi tắm, mình nghe nhạc lúc đang học, hoặc là mình tranh thủ check và trả lời email trong khi vẫn đang vẩn vơ nghĩ ý tưởng cho số podcast lần này. Dần ra thì mình tự cảm thấy có lỗi nếu mà tâm trí mình đang chỉ tập trung vào một thứ, kiểu như là mình có đang bỏ lỡ điều gì đó khác không, hay mình có đang lãng phí thời gian không. Mình có thể làm hai việc cùng một lúc cũng ổn mà, nhưng mà đấy là mình nghĩ thế thôi, còn sự thực ấy thì nó không thực sự ổn như mình nghĩ. Ngoài việc giảm hiệu suất của từng đầu việc ấy, thì làm nhiều việc cùng một lúc tạo cho mình thói quen nghĩ nhiều thứ cùng một lúc. Và thường mình mất nhiều năng lượng cho việc nghĩ hơn là thực sự làm chúng. Tinh thần mình bị xuống năng lượng. Ví dụ lúc mình đang làm việc say sưa, tự nhiên mình nghĩ liệu mình có để lỡ tin nhắn của ai không. Thế là mình lại lật đật đi check, rồi vòng qua một email một lượt. Hoặc là khi mình có một danh sách công việc cần phải giải quyết, mình biết chắc là cần làm từng thứ một, nhưng mà não mình lại không chịu ở yên một nơi. Nó luôn gom hết tất cả các vấn đề lại thành một mớ bong bong, mắt mình phải nhìn vào cả cái mớ bong bong đấy. Nên là mình chẳng giải quyết được riêng rẽ việc gì, hoặc là nghĩ cho thông suốt việc gì cả, trừ khi mình cố gắng tập trung hết mức, hoặc là bắt buộc phải làm vì sợ trễ deadline. Thật may là khi đó mình có các lựa chọn. Mình biết não mình khó có thể giải quyết mọi thứ một mình, nên mình nhờ cậy đến tay của mình. Mình viết tất cả những cái thứ đấy ra. Những việc cần làm thì viết ra một cái to-do list, rồi sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên. Còn những lúc lo lắng và rồi dám như tơ vò ấy, thì mình viết một cách bản năng thôi, tức là không cần sắp xếp, chỉ cần nghĩ đến đâu viết đến đó. Thật lạ là trong khi viết một cách tự do như thế, những nỗi lo lắng cũng tuôn ra theo con chữ luôn. Có thể bạn không tin, nhưng lúc mình rối lòng và tuyệt vọng nhất, thậm chí là bật khóc vì mình không xử lý được những cảm xúc trong lòng, thì mình đã ổn hơn nhờ việc viết ra. Mình có thể thấy rõ ràng điều gì thực sự quan trọng và là gốc rễ của vấn đề lúc đó của mình, để chỉ nhìn vào nó và tìm cách giải quyết thôi. Một vấn đề thôi thì dễ giải quyết hơn là nhiều thứ cùng một lúc mà, đúng không? Mình nghĩ nhiều khi chúng mình lo âu là vì đứng trước một vấn đề, chúng mình không biết phải làm thế nào cho phải. Và vấn đề cứ mãi ở đó, thậm chí là nó bị vùi sâu trong cái mớ bòng bong mà mình tự thêu dệt trong đầu. Bên cạnh việc viết ra thì mình cũng có một lựa chọn khác, mình thiền. Một trong những cốt lõi của dòng thiền mình đang thực hành là sự tập trung vào tâm trí. Tức là bạn chỉ cần ngồi thoải mái, thả lỏng cơ thể và hướng sự chú ý vào trái tim.
chỉ cần quan tâm, cảm nhận nhịp đập của trái tim và tưởng tượng luồng sáng phát ra từ trái tim mà thôi. Hãy để tâm trí được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Đấy là nguyên văn những gì mình được nghe từ chị dẫn thiền của mình. Nhưng thật khó để mà không nghĩ gì phải không? Nhất là với một đứa nghĩ nhiều như mình. Trong đầu mình lúc nào cũng chỉ phân tích và suy luận mọi thứ. Bạn tưởng tượng một cỗ máy mà hệ thống bánh răng của nó cứ chuyển động không ngừng ấy, thì đấy, não mình nó gần như vậy. Chạy nhiều thì kiểu gì cũng hại máy mà. Nhưng khó không có nghĩa là không có cách. Thiền Heartfulness cho phép những luồng suy nghĩ chạy qua tâm trí của chúng ta trong lúc thiền. Chỉ cần người thiền không chạy theo nó. Tức là hãy để những cái suy nghĩ đấy đến và đi một cách tự nhiên. Mình không ngăn cản nó, mình cũng không chạy theo nó. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình bị cuốn theo những cái dòng suy nghĩ đấy, chỉ cần nhớ rằng là mình đang thiền và nhẹ nhàng quay lại với trái tim. Nó thực sự hiệu quả luôn ấy. Nhiều khi mình cố gắng không nghĩ thì lại nghĩ rất nhiều. Còn lúc mình thoải mái chấp nhận là mình đang nghĩ nhiều thì suy nghĩ nó lại qua đi rất nhanh. Mình không còn áp lực việc phải giải quyết và phân tích quá nhiều thứ cùng một lúc. Mình cởi mở hơn với những suy nghĩ nó đến và mình cũng để nó đi một cách tự nhiên. Mình chỉ biết là mình đang thiền và tập trung vào trái tim của mình thôi. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ như thế. Lúc thấy khó tập trung vào trái tim quá thì mình sẽ tập trung vào hơi thở. Có thể não bạn sẽ nghĩ lung tung khi mà không có gì để nghĩ. Nhưng mà hãy thử tập trung vào một thứ đơn giản nhất, đấy là việc thở. Hít vào rồi thở ra. Hít vào rồi thở ra. Rồi bạn sẽ nhận ra là tập trung không khó như mình tưởng. Chỉ việc thở thôi, nhưng mà nếu thở một cách chuyên tâm ấy, thì cũng đủ là mình dễ chịu cả một ngày.